Lại tiếp tục chào đón tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Hôm nay bonsai tiến sự đang có mặt trên trần nhà bác Đồng tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, và cũng đang xử lý cho bác một tác phẩm trực có dáng trực lắc rất là đẹp, một cốt đam điền rất là tuyệt vời của bác. Hôm nay thì xử lý nốt cho bác tác phẩm này. Bây giờ thì anh em yêu cây trên cả nước theo dõi, và hôm nay cũng có rất nhiều các bác ở trong hội sinh vật cảnh ở đại đây, đặc biệt có anh Trung cũng mới nghe tin bonsai tiến sự làm ở đây thì anh cũng mua vé từ Sài Gòn trở về để theo dõi. Ngoài ra còn có anh Ý, người Italia. Đấy, anh cũng là một trong những chuyên gia về cây bóng mát công trình. Còn có chủ nhiệm mà như anh Thủy, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh vật cảnh ở đây. Chào anh Thủy nhá, chào anh Ý nhá, chào anh Trung nhá, chào tất cả các anh. Hôm nay các anh cũng hôm nay thì rất là may, theo không khí tượng thủy văn thì báo là có mưa, nhưng mà rất là may lại không mưa, nên là chúng tôi thực hiện công tác ở đây cũng rất là tốt. Và bây giờ quý vị hãy cùng hướng về tác phẩm này. Ở bên cạnh thì có một cây trực rất đẹp các bạn nhá. Phải nói là tác phẩm này rất là tuyệt vời, mà video trước thì tôi cũng cho quý vị và các bạn theo dõi rồi. Và bây giờ thì quý vị hãy trở về tác phẩm chính là một tác phẩm trực lắc này. Anh Mai bê hộ em cái này đi này, bê hộ cái này ra để em đặt máy vào đấy. Đây các bạn theo dõi tác phẩm này nhá. Ở hiện nay thì nó còn một số những cái rễ nó hơi thô, và cái chỗ này nó hơi nhẵn. Phần cốt thì cũng khá đẹp rồi, nhưng mà tôi sẽ xử lý để cho nó nhuyễn ra. Các bạn cố gắng theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự, nhớ nhấn nút đăng ký để được theo không bỏ lỡ những video tiếp theo. Quý vị có nhu cầu liên hệ số điện thoại của Bonsai Tiến Sự là 0977722623. Bonsai Tiến Sự chuyên ký đá nghệ thuật và làm cây nhá. Chờ em làm xong tác phẩm này em mới trả lời được. Chúng ta tiếp tục nuôi u cục nhá, và để không ảnh hưởng đến bông tay thì các bạn rắp ra đây. Em phấn lấy em cục rồi. Bê cả cái này đi ấy, cứ kéo hết tít ở ngoài kia đi. Các bạn thấy cái phần ở trên từ đây trở lên nó rất là đẹp, và nó cũng đang u biếu. Tuy nhiên thì được mất một cái đoạn này, nó đang bị nó nhẵn và nó thắt. Và bây giờ mình tạo ra thì nó sau này khi nó be lên thì nó sẽ u lên. Nhìn trong cái này nhìn trong máy mày cứ đục cái này đi em, cứ đục cái này đi.
bỏ cái nơi ra. Thêm cái nơi ra đồng. Làm cho dễ, xong còn đục vướng. Cái mấy cưa để ông cắt cái này. Tắt này đi chưa? Chưa. Không đang quay. Để cái cưa đó thay lưỡi đi. Cái nào cũng tăng. Cưa rất ngọt. Nhà nhá. Bạn nào có nhu cầu làm cây thì liên hệ số điện thoại của Bonsai Tiến Sự là 0977722623 nhé. Và đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự trên YouTube thì hãy cố gắng theo dõi và thấy hay thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và Bonsai Tiến Sự có rất nhiều những video dành cho những anh em mới cách làm cây và cách trồng cây cũng như cách chăm sóc cây nha các bạn nhé. Cái định ấy hả? Nó cũng ra sù đầu chỗ này các bạn. Ừ. Có ngọt đây không? Có mắt không? Có. Chỗ này lại dâm cát lại. Giật, giật, giật tiếp. Có thể giật. Cô mở ảnh xem có nhận được bác này không? Mở ảnh nhá. Nào đấy. Trường chậu. Không biết mở ảnh nha. Trường chậu. Dạ đây, có nhận được bác này không? Xin chào ông Hùng. Úi giời, đại gia ngồi hả? Ờ, rồi, chào nhá. Đấy, bác này có biết không? Lô không vào à? Không biết à? Ờ, ngay sự đang làm. Ờ, vào đây chơi, vào đây chơi. Xem con này này, xem con này cho thèm này. Nhìn thấy không? Này, nói chuyện với bác Đồng nhá. Đại gia cứ ngồi ở nhà, mẹ ngồi ghế này thưởng thức, thưởng ngoạn cái gì đấy. Vâng, cảm ơn, cũng bình thường anh ạ. Vâng. À, rồi, cảm ơn. À, thì cũng còn giữ được một số gốc chơi. Có vào đây chơi xong giao lưu với anh em nhá. Hả? À? Ờ, chú ơi làm cho mình đến chiều nay nữa là mai chú về quê. À, có hẹn ông sự bảo là về nhưng mà con nhà em nó đi học nó chưa về đến nhà. À thế à? À. Con nó chơi, nhà em ở Vĩnh Lộc đông người lắm. Đây lấy cái mầm này. Lấy cái mầm kia nè. Mầm kia là bánh đào, lấy cái mua lưới nào. Lấy cái lưới nào.
cái trên nó vẫn xù. Rồi nhá, rồi chào nhá, có gì vào chơi nhá. Rồi. Đây. À rồi ok. Rồi rồi, thì tí nữa tôi mua cho nhá. Tôi mua tặng nhá. Rồi rồi rồi. À có cần nhà sự không? Luôn. À rồi rồi rồi. Yên chí nhá, có nhá. Cho 990 mét. Hùng nào hùng nào mà. Họ bảo biết mình không nhớ. Nhưng mà chắc không vào lâu rồi. Số thì nó vào đây mua. Không có phải hai chụp ảnh không? Không. Một cây hai chụp ảnh không? Không. Lấy cái ngoài được. Không, cái trong thời gian có cái lượt. Hùng mà dẫn lượng. Hùng Hà Nam mà dẫn lượng vào đây. Hùng nó này, cái là ghi Hùng Ly này, Hùng Ly đây, có khi Hùng Ly này, lượng à, dẫn lượng, lượng thì... dẫn lượng vào, mua cây ôm bờ tường đầu tiên của tôi, nó mua cây ôm đầu bờ tường đầu tiên của tôi là lượng mua, mua cây à, mua cây 47 triệu đầu tiên, ông chuyển đổi về hết cho cường cường xây dựng ở chỗ đường bò tại chỗ gần Giáp Ninh Bình, cường xây dựng. Hạ xuống. Vâng. Cái đó thì nhanh không mà vẽ ra thôi mà. Không lấy ra nhiều. Không lấy dài ra. Nhanh. Cho nó thoát nước ở cái này. Con nọ bóc cho một cây đẹp vào. Ừ, vùng này á. Đó. Cũng cái kiểu nhiều rễ thả như bác ấy. Bóc xong sướng. Này lắm chậu nhở? Năm chậu mà. Mua cái loại khuôn khuôn dẻo. Ừ, đúng là composite đấy. Nhiều chậu đẹp. Khuôn composite về sản xuất lắm chậu lắm. Anh không xem trang của anh ấy. Có, chú sự chú quay rồi. Phóng sự. Phóng sự kiến sự rồi. Cái này ngày xưa là nó chắp cái gì? Đây nó chắp nó vuốt thành cái này chứ tăng từ dưới này. Ờ. Khi nó bị đất cát này này. Bắt đầu nó ốp rồi. Cho nên cây này rất lâu năm rồi. Cho nên các chú biết là anh bóc cái chỗ này là có vết sẹo đâu mà. Bóc là nó cái da nó thành cái da ở trong rồi. Đấy, dễ chống thì anh cắt đi chứ sự. Đây này. Chú mày này, chú tận mày thấy gì dễ này không? Đó, chống cắt bắt thành cái eo đâu. Ừ, được cái cung. Lắc nhưng mà lắc tự nhiên nếu không phải lắc. Quân khổ nó như là trực. Thấy không? Có đường tháo. Thiết này là đào cây đẹp đây này. Có là anh mua hai cái xung có chứ lo đào cây. Hôm em này không có làm điện xung thôi, hai cái xung anh cho ra là chú đào cây không đào được cây là chú sốt ruột lắm. Các bạn thấy một con trực lắc rất đẹp các bạn nhé. Vẽ này cũng càng xù xì. Vừa rồi thì cái tay này nó cũng hơi bị khá là dài nên là một sợi chân sự cũng đã cắt ngắn lại.
chú thấy lúc đưa về đây là anh xử lý hơi bị bạo đúng không? Nhưng bây giờ còn chưa thua, chưa bạo rồi chú chưa. Lúc đưa về đây là anh đã xử lý vụ đau lắm rồi, nhưng mà chú lại kiến rồi. Chứ phải thương đau thì nó mới phải khổ luyện thì mới thành tài được. Các bạn thấy cái phần chỗ này nó rất là đẹp, nhưng mà ở dưới thì nó có một số những cái rễ nó hơi bị thô các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ bóc tách cái này ra. Các bạn thấy nó đã tạo lên một cái đường lát rồi nhá. Có lẽ còn dễ này đấy anh ơi. Anh cắt xem cái dây đấy. Đây. Cứ cắt xong là để đục thêm thôi. Đấy, ok. Lúc này anh Thủy chủ nhiệm hội sinh vật cảnh ở đây cũng đang anh em may lấy cái đục xả thêm vào cái. Ở cái chỗ này nó hơi cận tường các bạn nhá. Tôi không được góc chỗ rộng. Tôi đang tạo một cái điểm lắc cho cây. Các bạn cố gắng theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự. Rồi cắt nốt ra đây được. Quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng lại tác phẩm sau khi đã được xử lý nhá. Hai mặt bây giờ nó đã nhũn ra rồi các bạn nhé. Đó. Lúc này thì bác Đồng bác cũng rất yêu cây này nên bác cũng nhặt cỏ kỹ lắm. Cỏ. Các bạn thấy những cái điểm lắc của nó chuyển rất là đẹp rồi nhá. Vô cùng trên cả tuyệt vời luôn, các bạn cứ nhìn kỹ cái điểm thân của nó này. Ở đây mặt này là tôi còn vừa mới đục mà, nhưng mặt kia là đỡ phải đục thì các bạn thấy nó sẽ đẹp hơn nhá. Mặt này nó có cái độ chun của cây. Đây các bạn nhá. Đó. Và tôi đã bỏ cái phần những cái rễ ở dưới đi để cho nó có cái điểm lắc cây các bạn thấy nhá. Rất tiếc là nó hơi cận tường nên tôi không có thể là lấy tổng cây mặt này được. Tôi chỉ dây cho các bạn xem từ mặt gốc trở lên, mặt bệ trở lên nhá. Các bạn để ý cái điểm lắc của nó nhá. Lắc 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 lắc, quá lắc luôn. Rồi. Rất đẹp. Ngoài kia còn có cả phóng viên người Italia cũng đang ghi hình các bạn nha. Đấy, úi giời, đúng là một những phóng viên của báo Hoa Cải. Đây, các thông tấn xã của các đài truyền hình phát thanh. Anh Thủy, chủ nhiệm câu lạc bộ. Đấy, bác Đồng chủ nhân tác phẩm này cũng đang ngắm nghía này, rất say mê nhá. Quý vị và các bạn chiêm ngưỡng lại mặt này một chút nữa rồi tôi sẽ kết thúc video này. Các bạn đã thấy cái điểm lắc của nó chưa? Quá đẹp luôn. Một con trực lắc phải nói là đẳng cấp. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một thời gian cũng chỉ ngắn thôi thì Bonsai Tiến Sự cũng đã xử lý cho bác Đồng tác phẩm trực lắc này. Hiện nay thì cốt của nó rất là đẹp rồi. Và bây giờ thì chỉ trông chờ bác Đồng nuôi khoảng vài tháng để cho nó líp sẹo thôi. Như vậy thì Bonsai Tiến Sự cũng đã cảm ơn bác Đồng đã tin tưởng. Và hôm nay thì còn có rất nhiều các bác như là bác Ý này, bác Thủy này, bác Trung này,
cũng lên đến nhà bác Đồng uống trà và ngắm cây. Một lần nữa thì Ban Sai Tiến Sự cũng cảm ơn các bác nhá. Bác cũng động viên Ban Sai Tiến Sự để thổi hồn vào những tác phẩm này. Và thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Ban Sai Tiến Sự xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các video tiếp theo nhé. Ok.